Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình stream ở hai nền tảng, một là YouTube, hai là NonoLive. Các bạn nào xem ở NonoLive thì mình sẽ thả quà cho các bạn, thả con cho các bạn. Các bạn nào xem YouTube thì mình sẽ xin chào các bạn. Hôm nay là mình đọc comment ở hai chỗ luôn nha mọi người. Được không? Chắc không? Được, kìa, đang stream bình thường mà. Hello mọi người. Các bạn có thấy mình ở NonoLive không? Các bạn có thấy mình ở YouTube không? Bạn nào từ YouTube bay qua NonoLive cho mình xem thử cái coi. Lâu lắm rồi tôi mới stream lại bên YouTube rồi. Cảm giác thật là kỳ lạ. Rất là lâu rồi. Hello mọi người. Chúng ta là một người mới. Mọi người từ bên YouTube bay qua bên NonoLive xong rồi từ NonoLive bay qua bên YouTube luôn. Hay như luôn. Là bên YouTube mình có thể xem à không? Chưa, tôi stream tôi cho mọi người test thử thôi, stream hôm nay test thử thôi. Nên tôi không có chơi nông trại đâu. Hôm nay tôi chơi mini game thôi. Hello mọi người. Mọi người sẽ live stream giùm mình nha. Mọi người qua NonoLive để được nhờ vừa xem stream vừa nhận quà nha. Còn bên YouTube thì chúng ta chỉ xem chơi thôi. Ê, bữa nay hình như kiểu tôi stream sớm á, mấy bạn này không biết giờ vô hay sao ta. Đúng rồi. Mọi người xem stream giùm mình đi. Mọi người từ bên YouTube qua bên NonoLive giùm mình đi mọi người ơi. Bên NonoLive vui lắm nè. Rồi, ok. Chị Bình Đa nói chuyện, chị Bình Đa. Hai ngày. Mọi người nghe chị Bình Đa nói chuyện không? Chưa. Hôm nay mình sẽ vô server đời 2 để chơi nha. Tại hôm nay mình đang stream test thử cái hai nền tảng lượt nó làm sao mấy bạn ơi. Là sao không? Ừ. Yến Nhi Lê xe live stream nè. Diễm Tiên Nguyễn xe live stream nè. Hãy chơi thôi. Bữa nào tôi stream kết hợp với YouTube, Facebook, NonoLive luôn. Từ. Stream phát ba. Có nhiều nền tảng luôn đi. Ờ, Instagram luôn, em stream hết luôn. Có nhiều nền tảng em stream hết. Ok mọi người. Hello, là... vui anh. Ừ, vui mà. Tôi cảm giác như là tôi vẫn còn giống như ngày hôm qua vậy thôi. Ừ, kiểu mèo sao ai biết mèo, mờ quá anh. Mấy bạn chỉnh độ phân giải lên 1080 đi nè. Mình chỉnh lên 1080 trên điện thoại mình nè các bạn. À, nè. Mọi người mọi người chỉnh độ phân giải lên 1080 đi mọi người. Mọi nè, người tôi chỉnh được lên 1080 nè. Để xem cái hút livestream bên đó sẽ rõ hơn. Bạn nào mà thấy bị lắc á bên YouTube thì nhảy qua bên NonoLive. Còn NonoLive mà lắc á thì cứ đứng lại đi, tại anh sẽ phát con cho mọi người. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau stream. Hốt sẽ đọc comment ở bên NonoLive nha mọi người. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ đọc comment ở NonoLive là chủ yếu nha. Tại vì YouTube hai stream hai nền tảng không có đọc được hai bên mấy bạn. Em từ bên YouTube thôi. Mấy bạn em muốn... tải được Minecraft rồi nè. Mấy bạn muốn nói wow, chuyện em. Nói chuyện trực tiếp với Redwood thì các bạn bên NonoLive được nói chuyện trực tiếp với Redwood nha. Nè nè, mấy bạn từ qua giờ, bữa giờ mấy bạn bên NonoLive được chơi game chung với mình vui lắm các bạn ơi. Bạn nào bên YouTube mà kiểu muốn chơi game chung mình bao bên NonoLive nè. Ủa hút ông có hả? Có gì? Kiểu như có đưa cái màn hình tôi ấy không? Tôi thấy nó chậm chậm giống ngày qua đó chị trời. Chậm chậm là sao? À mèo chỉnh hẹp cao lên mèo. Ờ hẹp á. Ừ thoát game ra đi, thoát ra hết luôn đi. Rồi mèo chỉnh vô màn hình để mèo chỉnh hẹp cao lên. Màn hình 144 hẹp đi xài có 60 hẹp thì hỏi sao không lắc. Rồi à, nhắn vô enchant environment. Ừ. Ngay qua chỉnh rồi. Nhắn vô chưa? Còn 60 kìa, nhắn vô dưới. Ừ, tôi đang chỉ mèo chờ chỉnh nha, các bạn nào đừng chỉnh theo nha. Monitor. Nhắn vô 60. Mình ghê. Rồi nhấn apply. Apply. Come on. Rồi. Thôi mèo chỉnh đi mèo ơi. Rồi, hôm nay mình sẽ kết bạn với mấy bạn trong server này để cùng các bạn một tí chơi game luôn nha mọi người. Đây. Nhấn vô keep, keep rồi nhấn ok. Rồi xong, mở Minecraft lên đi. Ok, invite chị kìa chị Bình Đa ơi. Được quá mèo. Ok. Cho tôi mượn cái đồ mod đi, tôi. Ok. Đây đây đây, cho tôi mượn đi, tôi chỉnh cho. Tao sẽ đóng cái họng nó lên rất là ồn. Ok. Mình phải để 16 độ mới mát nè. Các bạn nói chuyện trực tiếp với Redwood thì các bạn qua NonoLive nha. Bên đó Redwood sẽ nói chuyện trực tiếp. Ok mọi người cứ chạy qua đây nha. Sao cái đồ mod tôi hết pin rồi ta. Rồi hello mọi người. À bây giờ chúng ta sẽ chờ mèo các bạn. Chúng ta chờ mèo rồi chúng ta cùng nhau vô luôn. Hôm qua mình chơi chúng tìm mấy bạn ơ đá stream mình quá mình buồn quá. Mình cứ bị bắt quan nè, hoài. Vô nè, bắt tay rồi. Bắt tay rồi. Giờ bữa nay mình chơi chúng tìm tiếp đi. Thôi chị Bình Đa ơi, chơi chúng tìm là em lỗ. Hôm nay mình chơi ôi tôi chơi Dead Run đi. Bữa nay kiểu gì tôi cũng có mấy bạn fan chạy chung với tôi vui lắm. Mấy bạn có thấy tụi mình bạn giả bộ không thấy bạn đừng có. Tôi là tử thần nè, tôi là tử thần nè. Các bạn thấy tử thần thì các tử thần khác đừng bắt tôi nha. Không. Ừ, đừng bắt tôi. Tôi buồn lắm á. Thôi mà nãy giờ. Mấy bạn cứ đè phút ra bắt thoải mái đi vậy mới công bằng cho những mặt khác. Ủa mấy bạn từ bên YouTube chạy bên NonoLive quá trời. Mấy bạn qua NonoLive đi mọi người, bên đó Phú sẽ chat trực tiếp với mấy bạn nha. Ê, cách nào giờ tôi thả con cho mọi người được ta? Muốn nói chuyện trực tiếp thì bên NonoLive nha, YouTube thì tụi mình chỉ truyền thông báo thôi. Ví dụ như tôi đang stream mà làm sao mà tôi thả con được? Vô. Ok. Ai fan có bạn fan nào không? Có bạn fan nào? Tôi không biết. Đang chắc không? Không, không gì em. Ôi tôi chạy đây, tôi chạy đây. Bà Bánh Đa vừa vô có phóng rồi đó, thấy là vừa vô phóng là tầm 7 rồi. Đó, trời ơi. Trời ơi, tôi chạy qua được.
Nhớ nhắn nữa. Không hề. Nhắn đi. Tụi nó hẹt luôn nè, ông canh tôi mèo ơi, ông canh tôi rồi, cái này là fan rồi. Cái này là fan rồi. Tôi thử đó, tôi không chạy ông không nhắn nha. Ông này có ông nhắn ác ghê á. Trời ơi. Kè quá trời người bị bắt ở trên đó luôn kìa. Mèo nổi này canh người đầu tiên bắt trời. Ừ, đúng rồi, canh người đầu tiên bắt đi. Mèo đang nhất kìa, mèo đang nhất kìa. Bắt mèo đi, tôi đang chốt để nghe bắt tôi. Cái gì vậy, mấy tùy ơi. Trời, tôi thấy kìa. Sao chị Banana chạy nhanh hơn tôi. No. Có ai chạy bị nhà. No, tôi trời luôn. Tôi mất luôn cái lông luôn. Ôi mèo tao lên tôi nè, tôi thấy chị Banana với mèo sát bên nè. Canh người đầu tiên bắt không à. Kệ kệ kệ, mèo ơi, mèo ông canh mấy người đầu tiên mà tốt. Cứ để đi. Cứ để đi, từ từ. Mình có cơ hội chạy lên mà. Tôi nãy giờ tôi đang chạy đầu tiên luôn, bắt tôi luôn. Cái này tôi không nhớ được. Ok, tôi nhớ rồi. Kè kè, mấy ông đang bắt mấy người đầu tiên trên đó kìa, giờ sát bên mình nè. Mình chạy lên kịp mà lo gì? Lo gì nè ơi. Tôi chạy thẳng luôn á. Woo! Nó kịp đó bạn ơi, nó kịp tôi đâu bạn ơi. Ôi, ôi no 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 no. No! Tôi đang nhất mà. No, làm ơn đi. Trời ơi. Tôi nhảy qua cái ông nhấn nút luôn mèo. Hát ghê luôn rồi, xong có người về luôn rồi đó. Tôi nghĩ là có người về luôn rồi đó. Wow. Ông nhắn đó. Rồi xong. Rồi xong hai kia nó lọt rồi mèo ơi. Tôi nhảy qua luôn. Ok, tôi về nhất rồi. Mèo về nhất rồi. Oh, rồi xong. Tôi biết tôi hiểu được cái màn này là tôi sao rồi mèo ơi, tôi về chót rồi mèo ơi. Tôi về nhất luôn. Trời ơi. Con mèo con mèo về nhất đó mèo ơi. Tôi không cho mèo con mèo về nhất đó mèo ơi. Rồi. Mẹ muốn bắt lắm đúng không? Trời ơi, tôi phải gắn cái emo xây đầu vô cái đã. Cuối cùng nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Xây đầu rồi. Tôi phải xây đầu cho mẹ coi. Ông ơi, ông ơi. Nén tí chị vậy. Thằng này là nó đứng canh luôn mèo. Cái đó tôi biết được chạy thôi, đâu chạy xéo lên. Không, tôi không cần chạy xéo mèo ơi. Giờ tôi đứng tôi chơi với ông này luôn nè. Qua nó lại đi mày ơi. Ai đi sao sao. Giờ mình bắt nhau đúng không? Mình chơi cái trò này mình phải bắt nhau đúng không nè. Nè đâu rồi. Nè. Nó bắt tôi đi. Tôi đứng đi cho bắt luôn nè. Dũng Nguyễn xe livestream nha. Ráng bắt tôi đi các bạn ơi. Hát ghê luôn á. Xe livestream hả? Xe livestream. Đâu rồi nè. Hoàng Lê cũng xe livestream luôn nè. Nè bắt đi. Cảm ơn mọi người đã xe livestream nha. Mày coi hát ghê không? Tôi đứng tôi vỗ tay cho ông bắt tôi nè. Bắt tôi đi. Cái cho xinh mặt. Bắt tôi đi. Tại sao lại không bắt tôi? Bạn Ben XL này. Tôi đó, nè, tôi thấy mèo rồi. Tôi thấy mèo rồi. Tôi đang gian nhất mà ông bắt tôi cái sữa hàng chó là tôi nản luôn rồi. Nhất luôn gắt chưa? Tôi quê rồi, tôi không muốn chạy nữa mèo ơi. Gấm chưa? Đâu mọi người. Qua nó lại để được chat trực tiếp với Red Hood nha, chứ tụi mình không có chat bên Facebook được, không có YouTube được em. Anh chờ Ben World đi. Ok em, à, tôi có cách này. Cách nào chỉnh cho dòng chat nó nhỏ được không ta? Từ các bạn ơi, từ tôi giảm cái âm thanh đòn lên xuống cái. Ở đây. Nó to quá cái gì? Cách nào mà cho cái chữ chat nó nhỏ lại không? Bực tôi không à. Biết, tôi không biết, đừng tôi không biết chứ tôi không biết gì hết mèo ơi. Làm ơn. Ok bây giờ cách nào để tôi không biết cách nào kiểu tắt âm thanh ta. Mén nữa chết. Holy shit. Rồi, tôi cảm giác như mấy ông này lại cho người đứng đầu nữa rồi. Ừ, tôi thấy hình như là vậy luôn mèo ơi. Thôi, mèo đứng nhất rồi kìa mèo. Thành quá. Ông cho mèo mèo ơi, ông cho mèo đó. Đừng. Yeah. Wow, tôi qua đây nha, cảm ơn. Ông biết gì không hết? Gì mèo? Tôi chạy qua được rồi, cứ tôi bấm cái lông một phát rồi tôi đứng xuống tôi chơi. Ôi, tôi đừng đứng đây. Ôi, cái gì vậy? Sao tôi bị lắc? No, tôi không bị lắc. Tôi không vượt qua được rồi mèo ơi. Rồi, tôi bị lắc rồi. Woo. Dĩ theo, bắt tôi đây nè. Dĩ theo đi các tử thần ơi. Trời ơi. No. Ủa tôi nhảy qua được. Đau lòng quá đi. Thôi ông bắt tôi thiệt luôn mèo. Ông bắt tôi thiệt luôn. Dạ không phải hẹn bắt tôi luôn nè. Rồi tôi bị xuống hạng nhì rồi mèo ơi. Không phải hẹn bắt tôi luôn. Ok vậy là mèo mình nên mừng đi. Wow. Yeah. Of course. Dĩ nhiên rồi. Tôi chạy xuống lúc chị Banda luôn. Nên vậy. Đau lòng. Mấy ông này đang canh cái gì ta? Ông đang canh cái gì vậy? Làm sao bắt được tôi? Ở hình như ông đang canh cho tôi hạng nhất, ông bắt tôi cái gì ta? Tôi nhất. Wow. Cuối cùng. Hạng nhất không? Hạng nhất. Cuối cùng thì tôi cũng đã hạng nhất. Ở hình như mấy ông này thay cho tôi. Tôi hạng mấy vậy? Mày hạng 3. Mày hạng nhì, mày hạng 3. Tôi hạng 3 hả? Ừ, mày hạng 3, có một bạn hạng nhì. Có đứng lên cũng được. Tôi là tử thần hạng nhất nè mày. Chắc có gì. Lêu. Cái bạn Zoe Star này bắt không được tôi rồi. Ngon quá.
Để lâu lắm rồi á. Tí ra bật ti em với anh hút. Ok em. Thật là không công bằng. Gì chị Bà Ta? Bằng gì chị chơi thua chị chịu chị Bà Ta. Đáng lẽ chị tới nhất rồi. Đóng rồi. Huy nè. Cũng có nhưng mà Dương, ấy hình như Dương là fan mình ấy vậy ta, từ qua tới giờ thấy luôn á. Lặng. Rồi tôi gắn cái cây mâu vô nha. Cảm ơn bạn. Quỳnh Tấn Lộc nha. Từ từ. Quỳnh Tấn phát xe livestream. Này tôi phải có cái emo vậy đó. Ừ, được nè, được nè, cái này nó hợp với tôi nè. Chị Bà Ta, ông Tiêu Hùng Phú giờ ông chứ có dấu rồi kìa. Bởi chị đọc ổng là Tiêu Hùng Phú giờ ông viết lên ông có dấu rồi. Ổng là Phú Hùng Phú. Ông bị quan trọng quá. Đúng rồi, giờ ông viết nè, tôi nè mọi người, mọi người. Tôi nè, tôi nè. Nhanh nè, nhanh nè, nhanh nè. Rồi xong, vậy là hắn. Ok, qua màn mới. Có lý. Qua game mới đi mọi người. Qua game mới đi. Thầy ơi. Hôm nay chơi thấy đông đông người vui quá. Team hai nền tảng lượt cái quá trời đông bạn vô chơi cùng luôn, vui ghê á. Không biết nữa. Nô lai tôi 2000 mấy người, 2000 ba người, lắc quá anh ơi. Đâu anh thấy bình thường hả? Tôi đang xem bằng điện thoại luôn nè. Mọi người qua Nô lai xem cái livestream được chat trực tiếp nha. Bên YouTube tụi mình chỉ thêm thông báo thôi nha mọi người. Ok, bây giờ để xem. Các bạn đã bật ti hết chưa? Làm ơn đi. Cái gì mèo? Tôi hận. Tôi đang kêu mấy ông này nhắn nút bật ti tôi nè. Trời ơi, nha. Giặt cái mình mẩy nè. Mấy ông này kiểu không nhắn nút bật ti tôi nha. Tôi qua màn mới nha. Ê, qua Skyward đi mèo. Qua quýnh lộn với Squad 4 nè. Ê, mình có đủ 4 người luôn mèo. Gì vậy? Cái gì không. Vậy? Cái này mình bật ti nha. Mình đi chung với người mình bật ti chung mà. Ủa chứ mắc mới giờ ông đang chạy mà. Tôi đâu có chạy đâu. Vậy hả? Tôi hốt ở ngoài mà. Tôi bật ti thêm mà. Tôi chạy vòng vòng cổ chạy cũng chết. Rồi bây giờ mình đã có squad 4 người rồi đó mèo. Vô đây mình sẽ đập mấy đó mèo. Hoặc là mấy đó sẽ đập mình. Hoặc là mấy bạn đó sẽ đập mình. Hoặc là mấy bạn sẽ bật tool lên mấy bạn bay mấy bạn đập mình. Trời ơi, hồi bữa giờ vô cho tao quýnh mình chứ mình quýnh ai. Ừ, thì tôi đặt cái tựa livestream là vô đây để hành red hood mà. Đó. Chị Bà Ta là sẵn sàng là đưa mặt cái bàn giang thiên hạ quýnh đập luôn nè. Cảm ơn bạn Đại Nguyễn nha. Vô đây nè. Tối vui vẻ nha các anh chị. Hôm nay em quên nạp rồi. Không sao đâu em. Em miễn em coi stream là anh mừng dữ lắm rồi em ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Vô đây là mình nhường mấy bạn thôi. Ừ, vô đây mình nhường bạn. Các bạn chia nhau ra lượm đồ đi ha. Chứ anh hút là không lượm gì đâu. Các bạn đã có đồ kim cương thì đưa đây cho mình. Còn không mấy đồ khác mình không lấy đâu nha các bạn. Mình tốt lắm. Chơi mà đánh đập. Bà Banda vừa vô bà mở rương mà gom hết. Chứ từ đó giờ hết. Nào mà nhiều khi không thấy môi móc chừng gom đi. Tôi giờ làm cái gì kim cương à. Ôi làm cái kiếm kim cương luôn xịn ghê. Sao? Ừ. Giờ thiếu lắp à. Ôi, tại sao mình lại dùng cái cây này? No. Đây, vừa vô có lắp rồi. Đâu, ai đâu, qua xỉ nhục đại đi. Cái gì vậy Banda? Vừa vô chị muốn đi xỉ nhục ta rồi. Bỏ muốn ta xỉ nhục hả? Hốt có full giáp ở đây. Rồi, tôi có full giáp rồi. Giáp em, hai bạn này có tiệt chiêu đặt lắp đỉnh lắm nè. Đó. Giáp kim cương. Gì? Giáp kim cương đâu? Cái này là không phải hack nha mấy bạn. Không, tôi lấy mèo ơi. Cái này phải hack nha, tại bạn này bờ rồ với bạn. Ôi, gì vậy? Cái đó là kỹ năng á. Trời, cái gì mà đi mà ai mà đào lấy lẽ xỉ nhục vậy? Cái gì? Ừ, cái kỹ năng của bạn đó đó mèo. Bạn đã nói có kỹ năng. Skill của bạn hả? Ừ, skill á. Skill cũng. Ừ, hôm trước tôi thấy lạ lạ nhưng mà bạn đó nói là kỹ năng. Nó skill. Ừ, đặt được á. Bên bạn bè hình như mới đặt được. Chị có năng khiếu. Thôi không ai cần cái năng khiếu của chị. Giáp kim cương nè, ai lấy không? Dạ. Ờ, tôi có cái quần nè. Yeah, go. À, sao nhóc, vô đây nhóc, vô đây. Vô, vô, nhóc. Quýnh lộn, quýnh lộn nè, vô đây quýnh lộn luôn. Chà nó luôn mèo. Chà, qua đây nè. Vô đây. Ôi, nhúng, nhanh đi. Nè. Wow, giúp hút giáp kim cương đẹp lắm. Chào, vô chào đi. Bye. Sao lại nhúng người ta trèo. Ông vô ông nhúng. Thôi hèn chị thấy à. Tự nhiên cái đứng, không là vậy cái đứng nhúng lê lẹ. Chơi ha. Xì tay cũng nhúng không nha mọi người. Mèo ơi mèo. Wow, tôi bị đánh rồi. Cái gì vậy? Tôi đổi lắp liên tục rồi tôi hết đi được, tôi đánh luôn. Quýnh á. Rồi chạy rồi. Cá hù kẹp rồi. Mắc cười ổng rồi, giờ ông đứng nhúng tôi thấy lạ quá, lạ luôn. Bà Banda ha. Bà trốn dưới đây bà đào hang nè mèo. Cái gì vậy? Đừng có khai. Nè các bạn Jenny đi chung với mèo nè. Ủa, hai bạn kia của mình đâu mất tiêu rồi? Không biết. Hai chiến hữu của mình. Rồi xong, tôi hiểu luôn rồi đó. Đây nè. Không, hai chiến hữu lận, hai người lận, mình có hai người đồng đội lận, lên à. Rồi. Lên rồi mèo ơi. Rồi hai ổng đi xa lắm rồi. Lên bậc thờ rồi hả? Đúng là bạn đó có tiệt chiêu đặt lóc thiệt nhanh luôn, đặt ra mít chết cho lẹ. Em ơi. Buồn ghê á. Có thằng này em ơi. Đập nó đi, đúng rồi, nó quýnh tôi đó mèo. Nó quýnh tôi đó. Nhanh đi. Đừng có nhìn dưới đất đi em. Đừng có nhìn dưới đất đi em ơi. Sao mèo mặt bay giật luôn. Cố lên mèo, cố lên. Rồi có hai người luôn rồi. Không không, cái đó đồng đội của nó. À đồng đội của bạn Phan rồi sao. Rồi sao mà nó mèo. Ủa sao nó đánh tôi không kèo lên được luôn hả? Không, tại ta
đánh hay á mèo à. Biết rồi mà tại sao á? Không thì tại mèo đứng ngay đường đánh, mèo đánh liên tục, hỏi sao bay lên được. Rồi sao bạn này lại bắt Jenny liên tục luôn. Rồi bye bye em luôn. Rồi fan gì tem của Jenny bay lên quách này. Hai bên cứ chào qua chào lại, chào qua chào lại. Quang quang từng đó tới bây giờ mới hết vậy. Rồi xong. Qua game khác rồi. Gì vậy, chị còn sống mà. Ơi. Bắp hôm chị bên đây chị sẽ chết thôi, tại chị không không hay nào hốt rồi hồi đó đó. Đúng tại rồi. Chị chung vô hang hồi nữa nó khóa cái vòng nó lại là chị rơi giật à. Chị còn đúng sống chứ. Thà là chị sống chết gì thà là gì. Chết Vinh còn sống nhục à. À thà là chết Vinh còn sống nhục chị bên đây. Chị là sống nhục á. Chị là sống nhục đó chị bên đây. Đúng rồi, chị là sống nhục chị bên đây. Chị. Mọi người xem livestream cái gì, xem livestream giúp mình đi. Sói nè, xem livestream. Tự nhiên tôi kêu các bạn đang xem livestream mà vô xem giúp mình nữa. Qua Nono Live xem mới được chat trực tiếp với Đất Hút nha. Mọi người qua Nono Live xem mình nè mọi người ơi. Nono Live mới được chat nha. Chứ bên YouTube chat tụi mình không có thấy được đâu. Giờ tôi học theo cái tiệt chiêu của chị Banda. Giờ vô tôi lúc lướt trong đường. Mèo vừa vô mèo đào ngay trúng cái TNT nhìn nó không đẹp trai thế nào mèo. Bỡ vậy. Ok. Mình kinh đinh gì đâu không. Ôi trong miếng nghe. Hình như bà Banda cũng là đầu trúng tiên ti hay gì em ơi. Người mạnh mẽ nó vậy á. Vâng. 3, 2, 1. Woo. Wow, mém chết. Chết chưa? Chưa. Đi đâu hả? Qua ra mép chị Banda. Sao không rủ chị đi với chị bảo vệ. Trời ơi, cho. Em đi bằng cái đồ khác chị Banda em. Ừ, em đi bằng mắt. Chị có người nha, chia ra nhìn nha, vừa nhìn vừa đào nha. Đừng có ham hố đào, đào hồi là chết á. Ôi hết hồn, cảm ơn bà Lê Thanh Tâm nha. Bên đó có đồ xịn, bên đó có đồ xịn. Qua đây em ơi. Ui em đặt nhát lắm, nhanh như vậy em. Em làm anh sợ quá em. Thôi em lụm đi, thôi anh lụm đây nè. Trời ơi là hai người chơi với nhau đi. Thôi, phải lấy đồ xịn nên tôi bảo vệ mèo chứ mèo. Đi chị Banda. Nè, từ từ. Thôi, rồi. Chị đang rút thầm. Tôi có đồ, tôi có đồ. À rồi xong. Full giáp, ok. Nó ít ra vừa vô phải full giáp kim cương chứ. Dạ. Ê, hàng quánh. Này, hết hồn. Tưởng nào quánh không á. Nhìn ra cửa mít, đi. Có một người đặt ra mít đi mọi người ơi. Đó, ôi, sao dạo này tôi đặt ốc dở quá ta. Ờ, sách này ha, ok. Dạo này cứ chậm chạp thế nào. Hay là tại bản BE ta. Phải đâu, tại tôi dở. Rồi, em la đi, em thể hiện cái skill của em đi. Anh chưa học cái skill đó được. Em bay đúng mẹ luôn á, ông này bay dù đúng mẹ. Bay vậy. Ok, team mình vô mít rồi. Ok, vô rồi. Yeah, có cái xà cạp. Dạ. Ê, hết hồn, đừng có đánh tôi. Không, tôi đâu đánh mèo. Có hai thằng bên đây ạ. À. Nào, từ từ. À, mèo, đợi cái quần ấy lộn, bật cái quần lên. Ê, lên mod, nè. Dạ, cho tôi đợi quần đó đúng không? Cho em. Rồi xong. Nè, cho mày có quần nè. À, mèo có cái quần đó rồi. Có quần rồi. Ừ. Thì cần gì phải đổi cái quần, bận cái quần lên nữa. Sao cứ bắt tôi đổi quần mày vậy? Rồi có hàng đang định lệ dạy dòng cái đường đi của mình nè. Đâu hết, hỏi chú Quýnh đứng lại nha. Ui không phải sợ chú Quýnh. Nhúng. Rồi dành đi. Tiếp. Qua đây. Mé nữa tôi chọi mà nó bay giật không mèo. Thôi anh bà nhúng kịp á. Kìa có hàng này thấy nè. Bất ngờ chưa? Surprise. Đang đánh đâu vậy? Tôi cho một bạn bãi giật rồi. Đang đánh bên này nè, tôi chạy em vòng hướng này tôi dành nè. Ôi từ từ. Cái gì vậy trời, quần không vậy? Cái gì ừ, trong đây là thế giới của quần mèo ơi. À, đổi vàng quá rồi mèo ơi. Đâu, đúng hả? Bên mít luôn á. Có phải mèo không? Không biết nữa. Đây là tôi nè. Ừ, nhiều khi mình đổi vàng, mình là đổi vàng. Lần đầu tiên hoàn thành luôn, cảm ơn mà Lê Anh Tâm nha. Sao? Bất ngờ chưa? Surprise. Bây giờ chị tái xuất ra sao nha. Ê, con chuột này nó giỡn quá, tôi không thể nạp lực nhanh được. Chị tái, chị Banda nãy giờ có phải không? Ôi, mày con ấy. Cảm ơn bạn coi mê game nha. Ủa, không phải tồn tí hon. Mày biết nè. Rồi, ok, tôi quan qua bạn, tới nè. Chị tới đi đọc đội đây. Ok, chị Banda tới đi, chị Banda. Chị sắp đồ lại cái. Ôi, mém nó lọn giật. Rồi, xong tôi còn có 2 máu à. Ủa, mọi người, đọc đội tới đây. Ôi no, tôi té rồi không? Xin trân trọng giới thiệu con chuột Pikachu của tôi. Tôi sẽ không dùng nó nữa. Tôi sẽ không dùng con chuột đó nữa mèo ơi. Đội đâu hết rồi trần. Cái gì? Tôi chết rồi. Tôi đặt lóc không cẩn thận tôi chết rồi mèo ơi. Em ơi. Vậy có mở bạn Jenny luôn á, hình như là bạn Jenny là người cuối cùng á. Là phải ông mặc bộ giáp em nè. Em là chị Banda qua đây. Vậy nè. Không, Jenny. Ủa,
ổng là người cuối cùng luôn á. Hồi nãy chị thấy đứng bơ chị tính lừa quýnh lén rồi. Ủa chị Bina, còn em với chị với ông này thôi à? Ừ, kìa, ba xuống đi. Rồi cho chị với Danny á. Thôi, cho chị với Danny thi chuyện. Không, Danny xài bằng điện thoại, chị Bina tội nghiệp lắm, quýnh không có được. Cho chị thi. Chị sờ đầu, sờ sổ. Em thề luôn, chị coi ổng đi còn không được nữa. Ông nhãn giật luôn rồi. Ông nhãn giật luôn rồi. Ông nhãn giật luôn rồi cả. Chị không chịu gì đi đâu á. Làm tôi quánh muốn chết luôn à. Ủa mèo tấm 1 luôn. Đâu hay tính lên tim bằng Danny được tấm 2 nè. Tại bằng nó sống lùng nhất á. Rồi tôi phải lộn mấy vòng cho mấy bạn thấy. Mèo thấy không mèo? Thấy tôi lộn không mèo? Được không? Mới mua 300 đồng đó mèo. Trời ơi 50 ngàn cái lộn đó đó mèo. Sao ăn no tới ngày á, mua tập bá đồ điên đồ khùng. Ê trái chuối, trái chuối. Phải fan không? Nè dễ thương lắm nè. Cái này phải trái chuối. Cái này nó phải trái chuối. Trái chuối, trái chuối, trái chuối bị lột nè chị Bina. Mày bị lột. Trái chuối bị lột. Hết khúc hả? Ừ. Nào ăn á. Bị rách chứ phải bị lột. Nhiều khi bị quánh đó chị Bina. Phải không? Tiếng chị Bina nhỏ quá. Chị Bina ráng nói chuyện bự lên chị Bina. Chị gào lên chị Bina. Chị nói nhỏ chị không dám dặn qua lên. Sao chị ở chung với ông gì Lemon đây nè. Là em đó chị Bina, chung phe với em đó chị Bina. Chung phe mình đó chị Bina. Ủa à. Chung với bạn bạn mình đó hả? Ừ. Chứ chị nghĩ ai? Ba sợ người lạ, ừ. Mắc cỡ. Mắc cỡ lắm. Ôi người lạ gì chị phải thì mị. Phải không? Thấy chị đâu cần thì mày. Rồi vừa vô trận này mình không có mặt Ender luôn. Ngu người. Rồi xong. Em ơi em thi triển cái kỹ năng của em đi em. À đây. Quăng lá. Ok. Ui sao bạn này kiểu như đang ngồi trong địch cọt với tôi hay vậy ta. Cảm ơn bạn Huỳnh Dương Bảo nha. Bạn đó đón được ý bé. Ừ kiểu bạn nó ngồi trong địch cọt cái gì á. Đáng là livestream có delay đúng không? Hôm nay em không có delay luôn mà. Sao ông hiểu á. Ông chơi mà nhiều quá ông hiểu á. Ông nghe tiếng lòng của tôi hả? Đúng rồi. Ông hỏi nó cũng tự hiểu. Hiểu không? Là la. Ở đi. Ôi nó đâu rồi. Gì vậy? Dạ? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Vậy. Ông đâu rồi? Ủa tại sao tôi chết vậy? Tôi đặt lót ra. Em ơi, em ơi, em ơi, chạy đi. Phải hình như trong đây có người con si bắt cổ mày ơi. À, đâu quá, đâu quá. Phun được nhà luôn. Không, nhưng mà hồi nãy có ai hiểu được lý do vì sao tôi chết không? Ủa, chị Bina, cứu em. Gì vậy? Ủa, cái... À! Tôi cái đâu đâu? Đây đây. Cái quái gì tại sao đây? Từ đông quá. Vô đây kìa, lông lông vô đây nè nè nè, chạy vô vô. Ủa cái này full tim xanh. Không, lông là quýnh mèo á mèo chứ phải lông, lông là bạn đâu. Ông đó không đẹp. Ủa phải không? Chạy đi chứ đặt đi em đi. Cảm ơn, hành tâm nha. Em không biết. Rồi xong luôn. Ê mèo hồi nãy bữa lắm mèo. Tôi vừa đặt lóc xong cái tôi đứng ngay đây nè. Ủa đây ai vậy? Tự nhiên cái lóc bể thiệt nhanh luôn. Quá rồi gặp gì không? Rồi rồi mình vô xuống mình gặp hát chơi cái gì không? Ui ui ơi mèo 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 có thử không này nè mèo. Đâu. Không phải. Chết tôi rồi, chết luôn rồi. Không sao. Mèo nãy mắc cười lắm mèo. Tôi đặt lóc ra tới đây tôi đứng nè. Tôi đứng bên này nè. Đó. Cái tự động tôi không biết chuyện gì xảy ra luôn. Tự động lóc ngay đây bể hết luôn xong tôi chết luôn mấy bạn. Mèo. Lắc hết. Không. Không phải lắc. Làm sao mà lắc mà là gây được cái chuyện buồn cười vậy được. Thôi vậy là gặp siêu nhân. Rồi, siêu nhân đỏ xanh. Siêu nhân cũng phòng. Đây gặp siêu nhân. Siêu nhân Nintendo. Siêu nhân Nintendo. Ông làm coi nè. Siêu nhân Nintendo. Oh my god. Siêu nhân này buồn cười vậy. Đang đặt lóc đến đây chả biết gì luôn. Giờ xoay qua lóc đây bể hết luôn mèo. Thôi quên. Sao cái bộ mà đi vậy? Vui vẻ quá. Trả thưởng 100 lần. Ok, mình qua trận khác nha mọi người. Mà lóc tự vỡ. Nó tự vỡ. À rồi rồi rồi, lóc đó lóc mới, lóc mới. Tại mình ngu. Lóc đó là lóc mới. Màu gì vậy? Cái lóc mà có kiểu nứt cái chị Bina. Là mình đặt ra là mà họ nó vỡ chứ nó không có nhín luôn. Nãy chị đào được lóc nó nhiều lắm á. Nè không phải lóc này. Là mình tưởng đâu mình tự động mình chết không. Mình thấy kỳ lạ mình chết luôn. Tưởng nó có siêu nhân. Ra là bị hiểm lầm. Tưởng đâu siêu nhân đâu đây. Hành mình. Tưởng đâu là ai đặt mới. Đâu có ai dòng chị Bina. Nè. Giờ anh sẽ đi chung với mọi người. Sao đây mình đủ 4 người nè. Sao chung đi nha. Mình đa lúc nào mình cũng mình nữa đi. Hết tự tin rồi mèo ơi. Tự tin luôn. Em lê mắt. Em ơi. Ai làm đặt lóc đi em ơi. Ở bên đó ngoài đó có đồ ngon. Bên này có đồ ngon. Chỉ ở trước mặt mình mới có đồ ngon thôi em ơi. Lên đi. Show cho mọi người thấy cái kỹ năng đỉnh cao của em đi đó. Kỹ năng này làm sao ta? Có ai biết cái kỹ năng này làm sao không? Lên điện thoại giúp chứ giờ biết. Không, không phải bạn này không xài điện thoại đâu. Tôi nhìn thấy cái kỹ năng mà này dùng máy điện thoại. Sao lúc cần thể hiện em không múa nè em. Kìa. Ui thằng nó phun giáp kim cương, đừng có phá. Đừng có phá. Mình phun nó rồi. Chị qua tới rồi. Đó. Mình đâm. Oh yeah.
nó dùng biến này, biến này, nó biến này, biến nha. Ê, đây có hàng, đây có hàng nè, đây có hàng. Mày cảm ơn mày hành tâm nha. Ôi tôi đánh chết thằng này, chắc kim cương này. Lầm đờ. Tôi giòn, tôi giòn đây. Ok, tôi sẽ lắp tôi lại. Ê, team mình đâu hết rồi, chết hết rồi chị Minh ơi. Có hàng quá. Chị Minh Na, chị chạy, chị Minh Na, em còn sống, chạy đi chị Minh Na. Phải không? Xanh lá đang dí vậy á. Có hàng đang lên, Mày nghĩ sao vậy, nghĩ sao, đủ trình độ trình độ vậy. Chết đi, no. Ủa, ai vậy? Chết rồi, chị Minh Na ơi. Coi chừng Jenny với hả? Không, Jenny Nozawa kìa. Nhưng mà này Jenny khác rồi, Jenny mình, chị Minh Na ơi. Nó hiện cho Nozawa sao lưng đó. Đó là Jenny, Jenny Nhật Bản rồi anh ơi. Jenny Nhật Bản, chị Minh Na ơi, Việt Nam. Ôi. Đúng không? Cái là... Ê, hình như trong tem mình còn sống. Còn không? Thấy còn đủ 4 tem kìa, từ. Ủa sao còn đủ kìa? Đủ rồi. Có Jenny Farm nè, Jenny người phàm nè, nói không? Em qua bển thằng Jenny Nozawa nó cào cái đầu em. Ừ, bạn này đặt lắp được nè, bạn này đặt lắp trên đường thẳng nè. Phải không? Ồ, cậu còn sống. Bạn còn sống hả? Đây, đây, đây. Bằng cách nào? Chị muốn chết. Bằng cách nào chị còn sống? Điên rồi chị. Bằng cách nào đó mà Banda còn sống? Chết hết rồi chị Banda. Không ai hốt ra được hết. Cả team mình còn sống. Em tưởng đâu. Em tưởng đâu là chị đang bị dí quánh, em nhào xuống em chà thằng đó, em ngăn nó dí quánh chị. Em cứu chị mà đã giờ em chết ngắt rồi. Cứ nói là gia đình mình còn sống, làm chị đang hăng thôi vậy chị từng cứ. Chị đào cục rách to đi chị Banda. Chị đào cục rách to đi chị Banda. Đào cục đó đi. Đào cục rách to đi. Đào cục rách to đi chị Banda. Chị đào đi nó sẽ hồi nhiều máu. Đào đi. Đào cục rách to đi. Ôi khôn quá. Thôi với tấu vàng vậy đã không? Đã. Bà làm gì bà đã dữ vậy? À, không, chị sợ cứ nghe không rõ. Dạ có mình mà. Thằng đã chị quánh. Chị trên cõi đời. Chị quánh sao mà chết được con Jenny Nhật Bản rồi chị Minh Na. Chán không có bạc rap chơi chung với anh. Chị. Từ từ em ơi. Đúng không? Chờ 7 ngày nữa đi. 7 ngày nữa nếu mà không có mấy bạn nào mà nhận cái giải thưởng ngạc rì lần trước á, anh sẽ tặng lại. Hứa này. Vậy. Mà nãy bán hên á, bà đặt tiền tiền cái thằng đó nó còn bắn chọi vô cái tự tét này chứ. Không té, chị quánh đó. Sao? Nó văng xuống vực. Thôi còn mình bả với đậu nguyên đội xanh á. Giờ chị chết rồi, thôi để cho chị sống vinh quang đi. Rồi cho chị qua màn khác cho chị sống vinh quang nha. Chứ em sợ chị sống tuổi nhục lắm chị Banda. Bốn thằng nó đập mình chị á. Làm hồi đó chị bán sủ. Còn Banda mắc cười quá. Tôi tưởng là bả cứ chết trong nếu quyết vậy tôi đứng đó không, thằng nó vừa lên tôi quýnh á, thằng nó vừa lên tôi quýnh nó là ngon. Mày nói có người dí theo chị. Thì đó. Làm tôi tưởng đâu bả bị gì tôi nhà xuống tôi cứu bả. Chị chết luôn. Máu chưa kịp hồi nữa, buồn ghê á. Không có tóc vàng, không có cái gì hết mấy bạn ơi. Làm sao mà trà kẹp được. Giờ rút kinh nghiệm mày đi đâu thấy đến toàn đạo hết. Hèn gì hả? Chị không biết sao tự nhiên chị có một cái tim vàng. Em chỉ anh cắt mặt lóc nè, khôn em đi. Thiệt không em? Thiệt không? Em có chỉ anh cắt mặt lóc không? Em cứ làm đi, anh sẽ đi theo em, anh đợi bật. Có cái nào bật lóc mà bình thường mà nhanh hơn không? Chứ kiểu bật lóc đường thẳng thì kiểu để qua mít thôi. Ông này em cũng đĩa kim cương nhanh quá. Ừ, vô có nhiêu đó để sống nè. Mèo, rảnh nó mèo né ra chỗ này cho tôi ăn nè. Ai mới bước ngang qua đời chị vậy? Cái đó gọi là bước ngang qua đầu chị chứ không phải đời nữa. Thất. Em mới chịu anh ta. Thất. Tụi nó sắp bể luôn á. Spell apply. Cái này có thuốc màu máu nè. Ôi. Ôi, cái Minecraft này nó đặt lắp đường thẳng được mèo. What? Nè. Ui, không được nè. Ai chết vậy? Em á. Nó, đặt lắp đường thẳng được kìa. Quá thiệt. What? Thiệt không? Đây, đây, anh cũng dần dần ngộ ra rồi đó em ơi. Cảm ơn em. Không, mèo thử, mèo đặt lắp á. Ừ. Đặt lắp nó đặt đường thẳng được á. Mèo đè xếp, mèo nhìn thẳng cái lắp á mèo. Kiểu nó đặt lắp được á mèo. Nhưng mà kiểu bạn này đặt nhanh lắm, nhìn không cần đè xếp luôn, nhìn phía trước đặt luôn. Tôi thấy em đâu có đè gì đâu. Ờ, ông đâu có đè gì đâu. Nổ đừng có rớt được. Nhiều khi ổng ngồi ổng đè khác không biết sao. Tùm lao quá chị Banda em quánh. Hả? Vậy cái bà cười nói gì? Ai biết chị nói đại. Ủa cái anh mới nhảy qua hả? Ê con xanh sau lưng mèo trước mèo. Quýnh đi, quýnh đi rồi. Mày quýnh mèo phụ tôi mèo. Tôi quýnh. Rồi tôi chết luôn, hay quá mèo. Cảm ơn bạn Thi nha, bạn chị mèo. Hay quá mèo ơi. Nhiều hay quá mèo ơi. Tại sao tôi cứu mèo mà mèo bỏ rơi tôi vậy? Không có, tôi
hết. Không có, không có. Nhào vô cứu mèo xong rồi tự động cái tôi nhảy giật tôi chết trước luôn. Tôi heo luôn. Giữ mèo ha. Ha. Đây là những người đồng đội mà mình đã cứu đấy sao? Ê ê ê, em ơi, có nguồn ma dương qua tay. Rồi xong. Bồ cạp nè, bồ cạp. Đau tay của tôi. Bồ cạp tím. Không, 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 không. Ôi tôi đang quánh em, tôi nghe bà quánh rồi bà la cái á gì lên trong lỗ tai tôi. Trời ơi, tôi mất hai tai phone rồi luôn á. Team mình cũng hạng 2 chứ bộ. Ôi, thôi, thôi, tôi không chơi giờ đó nữa đâu. Bà na bà la cái tôi quảng hồn quảng díu à. Vậy chị đó, thôi. Chị không có thi đâu hết rồi, chị ở nhà. Bây giờ mình sẽ chơi chúng tìm đi, tôi nghe chỗ đi. Ở nhà đi, hợp với giới thiệu chị. Ôi, bà na bà la cái từ từ. Bình thường ấy thì nói nhỏ xíu rồi là cái cổ tay cái luôn gì bên đây. Cái đó là tại vì cái cảm xúc thật của chị nó như vậy. Ừ đúng rồi, cảm xúc thật. Bởi vì nãy chị đâu ngậm micro trong miệng luôn, chị để xa lắm á. Ừ đúng rồi, em cũng khuyên chị là nên đừng có la nữa chị bên đây. Chị kiếm bức xúc lắm rồi, chị nói nhỏ nhẹ thôi. Trốn tìm đi. Em sẽ bắt chước chị bên đây cho random la random lock chứ không có chọn nữa. Ok. Mình để cho tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến. Tôi random lock nha. Tôi cũng không biết tôi lắp gì luôn. Cái gì đến sẽ đến. Tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến. Bà Manda bà sống dài quá giờ phải học theo bà. Cưng thì chọn, cưng F5 lên là ai cũng biết cưng là vậy hết. Trời ơi, chị không cần F5 lên, ta cũng biết chị là vậy. Chị đây, chị Manda. Giờ ngẫu nhiên em muốn chỉ anh đặt lắp nhanh mà không biết cách nào liên lạc với anh. Em có phải bố bồm. Ngẫu nhiên chị lại có cây kiếm mà. Em có phải bố bồm. Em cách bạn với anh đi. Tờ ở cái lớp lá này lãng ở ngoài đường, giờ này chưa trốn ông ơi. Ông ơi. Giờ nó thích trốn á chị Minh à. Ông ơi, chui vô đâu. Ôi ơi, đứa nào quýt, từ cái ông ra. Ông này cái ông. Rồi, xong luôn rồi. Real Gaming đã quýnh chết gấu trúc. Ủa chết, chị chết rồi hả? Ừ, chị chết rồi. Ủa gì kỳ vậy, sao chị con đi ngoài này, ủa ai nhìn anh trốn nhanh lên, khỏi em ơi. Mai em nghỉ học, ok. Ủa sao kỳ em? À chắc là khu vực của em được bị cách ly hả? Khi mắt anh nhanh, anh có thể thấy cái đường đen trên block và anh hay đặt thẳng. Phải không? Phải không? Tôi đang đọc comment ở bên Nonoline nè, mấy bạn chỉ nè, giọng chị Banda nhỏ quá. Trời chờ. Chị Banda nói chuyện hả? Chị Banda chị la thử cái chị Banda. Hay là. Sao rồi? Sao tôi móc cái tai phone tôi ra, tôi để vô đây nè. La thử cái chị Banda. Hay là. Không, mọi người không nghe đâu. Chỉ có tai phone này tôi nghe bự thôi. Cái ông này chạy đứng lại hôm, đứng lại đi. Tại cười lá ơi, lá còn xanh như bao em còn. Tôi sắp rác rồi mọi người. Bạn đang nó sầm sầm như vậy thôi. Rồi để tôi. Mấy bạn nào vô Nonoline nè, vô Nonoline chơi với mình nè. Để từ từ, để tôi tìm cách thả con cho mấy bạn Nonoline. Giờ tôi không biết là còn lốc nào luôn á. Túi đồ, đạo cụ. Giờ cứ đi cân chặt đại đi. Gon xì ta. Ui, có gon xì ta nữa hả? Là gì ta? Ursa Bessio. Ủa sao cái này cách nào để tôi nào để tôi thả túi tiền túi con cho mọi người nữa ta. Tôi không biết luôn á. Còn một lớp túi lá xu. Nha. Lá nè. Rồi từ từ mấy bạn ơi. Cái điện thoại tôi đâu rồi? Lá đây rồi. Cảm ơn mọi người đã lọt nha. Giọng chị Banda trong mic kinh dị quá. Có không? Kinh dị lắm chị Banda. Từ từ. Mấy bạn nào bên YouTube chạy bên Nonoline thì mình sẽ thả con cho mấy bạn đó nha. Giọng chị Banda vọng là cái gì quá. Sao chị ráng cu te dữ lắm rồi đó. Chị đừng làm, đừng cu te giùm em chị Banda ơi. Giọng chị nghe hết ớn. Cu te mới được vậy chứ chị mà không cu te là hơn ói luôn. Ráng cu te dữ lắm rồi đó. Tôi nghe là cái giọng ở trong điện thoại tôi nổi da gà quá. Ớn. Giọng cu te. Cu te không. Ok, mình sẽ thả túi khúc cho mọi người 299 con. 35... Ủa, đâu hết trơn rồi trời. 35 túi hả? Ok, mình sẽ thả cho mọi người thử nha. Ôi, tôi thả thành công rồi nè. Ôi, quá trời bạn trúng luôn. Sao tôi không thấy ai hết vậy? Sao? Không thấy ai luôn. Ừ, nên đừng thấy nữa, tại tôi trốn kỹ lắm mèo ơi. Mèo không thấy được tôi đâu mèo ơi. Ủa, tôi còn sống hả? 7 ngày nữa tôi sẽ tặng thêm mặt Minecraft nữa nha. Nếu các bạn bên kia không nhận thì tôi sẽ tặng thêm mặt Minecraft nữa. Tôi sẽ chuyển mặt Minecraft từ mấy bạn không nhận qua cho mấy bạn nào mới vô. Giờ lò lá
Lò lá, đe chết chưa? Lò lá, bạn chế tạo. Đe chết rồi hả? Chị Bana, chị Bana, chị Bana, chị Bana. Ê, cưng mở tai nghe đi chị cười. Cưng hả? Đầu vô chứ thấy hai cái lỗ tai đó cà nhảy mà chị quýnh không được. Bà Bana này được lắm. Nghe bà cười cái giọng bà không? Em sẽ tìm chị và em sẽ đánh chị Bana ơi. Giờ lò lá bàn chế tạo kìa, còn 3 cái thôi á. Ở đâu? Lò đâu, cái lò đâu? Chắc lá thì mấy bạn đã chắc kiếm rồi. Chặt kiếm giọng đấy coi. Kiếm rồi, trên cao, trên đỉnh rồi coi. Nhiều khi phải ông leo lên trên, thấy. Nhiều khi chung vô toilet nữa, làm lá trong toilet. Không. Không đá. Jenny nè, lêu lêu. À, bạn Jenny còn sống á, ý bạn đó nói bạn còn sống á. À, được rồi, được rồi. Chị Panda sẽ tới vì em. Không, nhiều khi bạn nó sống rồi chị Bana ơi. Em trốn vậy sao chị vô chị tìm ra được chị Bana? Chị đi chị chặt lại vậy nè. Ủa sao mấy người này á trốn kỹ vậy ta? Thiệt chứ tôi công nhận luôn á, không ai kiếm là tôi luôn á. Đáng lẽ tôi còn sống luôn bà Bana mới chặt tôi với mèo. Chị với cưng mà, quan quan cưng báo, hiểu không? Em không có làm gì chị luôn chị Bana. Ủa ngày qua cũng làm. Đến ngày bữa nay em chưa làm gì chị luôn á. Nhưng mà ngày qua nhớ ngày qua. Rồi xong luôn, mấy bạn này hắn luôn chứ đâu, có bằng lông nữa nè. Làm để hình chú biển luôn nè. Có làm đẹp trai. Có làm đẹp trai em đây nữa. Rồi thôi không chơi chúng tìm nữa. Giờ làm đại trận mu đờ đi chị Bana. Hôm qua giờ em chưa được làm mu. Mu đờ cho các bạn dễ vô. Các bạn nào đang xem muốn đá stream thì vô đây chơi chung với mình, vô để hành mình nè. Chị sẽ làm cô gái bán bánh. Chị không thoát khỏi đâu chị Bana. Em sẽ là tử thần. Tử thần để tới kiếm chị gì Panda. Em mà không phải là mua đợi em kiếm cung em cũng bắn chị nữa chị Panda. Đừng có lấy hái không? Có chị Panda, em để sau lưng nè. Có thôi, đừng rồi là mua đợi. Đó là tử thần đúng không? Em có mà, em nói em để sau lưng nè, em chị biết kìa. Nè, sau lưng em nè chị Panda, nè. Đâu. Trời ơi. Tôi mà là cái dí người, chứ tôi dí bà Panda tôi chặt bả 1000 lần. Bởi vậy suốt đời không có kiếm. Người đàn ông không có kiếm. Hiệp sĩ trong tay không có kiếm. Em có cái khác em bắn được chị Bana. Ôi hello em. Bây giờ chém chị Bana. Bây giờ chém đúng gì chị Bana mày ơi. Chị Bana đừng có dí vào em. Chị đừng có chạy vào em. Kỹ rồi đi dí chị Bana rồi. Đừng có mở cửa ra làm chi. Ôi chị Bana em nè. Kỹ người mày đó. Kỹ người mày đó. Tôi nghe cái tập sau lưng nè. Ai mà chê chị là sai lầm. Anh biết em rồi, anh biết em rồi. Anh chào em, hello. Em đừng có theo anh nữa, kẻ giết người. Kẻ giết người dưới kìa. Em lo kẻ giết người đi em. Đừng có đứng nhìn anh nữa. Không biết gì Bana. Gắt quá nãy giờ không nhầm được cái nào mà. Em thấy ông cầm cái kiếm ông đi theo chị là em chắc chắn chị chết rồi mà tới giờ chị còn vẫn còn sống. Mèo chết chưa mèo? Chưa. Bây giờ tôi gặp ai tôi cũng hết hồn. Biết người màu gì ta? Không biết. Đây hai cái dưới người rồi. Màu sọc. Sọc sáng đúng không? Mày nè, giết người nè, chết rồi. Em tử thần chứ ai? Tử thần chứ ai? Đây. Từ. Lộn cái cho mọi người thấy rồi nè. Chết. Lộn cái cho biết có 50.000 mua cái lộn rồi. Nè mua đơ lộn này nè. Thì mua đơ á, bằng áo sọc á, tôi nói mà. Đây. Hai cái kéo tôi đầu tôi chạy tôi. Chưa, tôi nói tôi là tử thần trận này là tôi ăn liền. Giờ là được làm mua đờ nè. Ước gì giờ được làm mua đờ các bạn ơi. Xem là mua đờ lắm rồi. Gì vậy? Sao không bắt bà ta? Thôi tử thần bắn tử thần. Tôi đâu phải chơi phá game đâu mèo. Tôi phải giúp cho mọi người chứ. Giờ tôi giết chị Panda xong rồi tôi chết rồi. Ai giết tử thần? Gì ai giết mua đờ mèo? Tôi là tia hy vọng cuối cùng của mọi người. Ok cái map này có vẻ là dễ trốn á. Kiểu như này là cái diện bảo tàng đúng không? Đúng rồi, diện bảo tàng thì mình lên đây mình làm. Làm cái gì? Làm mannequin chân chứ vậy không ai biết đâu. Im lặng. Tôi là mannequin nha. Lâu lâu phải múa một cái nữa. Ok, không ai thấy hết mấy bạn ơi. Không ai biết hết. Không biết sự tồn tại của mình đó. Mọi người kiểu đi qua không ai để ý mà. Cứ đứng yên ngay đây nè. Ok. Đừng ai đá tìm lại quánh tôi nha. Ừ.
cảm thấy rất là an toàn vậy bên đây? Chị cảm thấy rất là dung dãy và lo sợ, tim chị đang đập rất là mạnh. Tao là ê ê, tôi chỉ là bức tượng thôi. Muốn xem biểu diễn không? Bức tượng. Ok ok, bức tượng nha, không phải là người. Bà Đa mua đời hả? Thầy không hả? Chị Bà Đa mua đời hả? Thôi bà Đa mua đời. Chị mới là mua đời, nãy giờ chị đi kiếm cưng rồi. Đúng tôi không? Tôi mà. Tôi được kiếm hả? Cái gì vậy mèo? Mày thấy bả hả mèo? Mày thấy bà Đa không? Bà Đa. Rồi Bà Đa thì mình khỏi làm bức tượng đó bạn ơi. Mình đến lúc mình thay trời hành đạo rồi. Mọi người né ra nhường chị Bà Đa lại cho mình. Tất cả tránh đường. À em chém dữ rồi. Lực dữ rồi chị Bà Đa. Mạnh dữ rồi. Mạnh dữ chị Bà Đa. Chị là một tiểu thơ đại cát. Đúng rồi, chị đi tới đâu chị chém tới đó. Chị Bà Đa em nói giỡn chị Bà Đa. Em nói giỡn. Em nói giỡn. Chị Bà Đa. Bà không kiếm á. Mèo chạy nhanh lên mèo ơi. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Gần nữa là rồi nữa. Chạy mèo chạy. Không bao giờ. Chứ mặt vậy á. Bày mèo ơi. Đừng lại bày mèo. Bày mèo. Nãy nhanh như vậy. Mèo. Rồi xong rồi. Bà bắt hết rồi. Còn lép coi rồi. Tôi giờ quay qua tôi thấy cái mặt bả tôi luôn. Muốn té đáy. Cái xanh lè, xanh lét kìa. Ở trước mặt chị Bà Đa, trước mặt chị lè. Đứng lại em ơi. Rồi thấy rồi. Bắn bả cái cung kìa. Kẹt bắn bả. Rồi hụt. Ông mới hụt vậy nè ơi. Rồi còn người cuối á. Người cuối gì Bà Đa? Em ơi. Không đứng lại đứng rồi cản đứa con ma đó. Đứng lại đi. Em ơi. Giờ ma thì chạy dọc đều lắm chị Bà Đa ơi. Bà Panda ác ghê các bạn ơi. Không kém chuột phải. Anh Hút ơi, sao em? Để xếp những chuột phải, phát kiếm Panda. Không, những chuột phải thôi, không kiếm được. Đứng lợi kèm, không. Không. Xa quá. Những chuột phải thử. Không được. Có ngôi sao nè. Mà em đi học rồi. Không, không. Bắn mà. Rồi. Rồi, sao bả nhà không vô trong cái tường luôn rồi. Rồi. Quá đẹp trai. Đẹp trai không? Kêu chút tiền đi không chịu. Vô nạp tiền không chịu. Chị là anh chàng đẹp trai đúng rồi. Rồi bạn này lấy skin của mình nữa nè. Lấy skin tôi chơi vào không? Ok. Mình qua trò khác đi mấy bạn ơi. Bà Panda này bả lầy quá à. Chơi không nhìn cười với bả luôn á. Mình sẽ chơi nhỏ tay mạng. Mới con màng mà sợ rồi. Tôi sợ. Không phải tôi sợ mà tôi muốn đổ qua trò khác. Tại vì bà Panda bả chơi hèn quá à. Bả dí tôi. Yếu quá chị Panda. Gì vậy Panda, chị dám nói em tâm lý quá vậy Panda? Cứ lộn với em chị Panda. Yếu á thôi, chứ nó tâm lý gì đâu. Yếu có tâm lý thì đừng yếu kìa. Yếu gì? Mẹ chị Panda tôi nói chuyện khó hiểu quá. Thì cũng lý á. Ai biết. Làm gì bà cười hoài á? Chị tính phát ngôn mà thôi. Làm gì bà cười hoài vậy ta? Chị tính phát ngôn cái lý không? À, chị tính phát ngôn bừa bãi mà thôi. Em chị đến rồi nó sẽ đến thôi. Đúng. Bây giờ chơi gì vậy? Tại biết chị Panda. Ờ được á, được á. Chị Panda chị mới trốn xuống hay gì chị Panda? Ừ đúng rồi đó. Chị đó. Có chị không? Phải. Anh nói thì né ra coi cái chỗ trốn mà cứ bu vô. Khổ thật sự à. Né ra giùm một cái cho người ta còn làm ăn. Chốn nó chết đầu. Em ai? Bà nói gì nữa? Cái em là ai? Đấy. Giờ tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi. Địch đang đi ngang qua đời chị đó nha. Cưng lấy chị nào? Là người cầm kiếm hay là lóc? Em là lóc. Lóc gì? Em là lóc. Thôi, được. Vậy là tôi không có trả thù chị được. Ủa rồi cái ông... Cái ông này, ông bị gì vậy ta? Sao chạy vòng vòng mà không muốn ai được tập cái lóc chạy vòng vòng. Cảm ơn bạn fan. Mong được lên TV một lần. Fan cứng của Hút cảm ơn em nha. What? Cái gì vậy? Ông... Không sao. Ông kêu ông đi vòng vòng không cách nào hết trơn. Trong khi lóc chạy vòng vòng quá trời luôn.
Nhiều khi anh ta là người tốt. Đóng dây người tốt quá vậy bên đây. Ông đang tận tâm á. Ông cho mọi người tốt. Ông cho mọi người một dây trốn tiền mà. Nếu mà ông không chịu vậy mình chạy ra hết thì con chịu lắm nhưng mà ổng đang đi kiếm chị vậy Bình ơi. Có à. Ủa sao hết nghe nói chuyện rồi? Em không nói chị vậy Bình Đa, vậy chị hèn quá chị Bình Đa. Sao? Ông này ông nào ổng vô duyên quá ta. Đứng kia bên chu đất vậy. Anh địch cho em hửi bây giờ đây nè, chứ em cứ đứng gần hoài. Tại có chỗ tôi tịnh tâm, tôi tu luyện mà cũng ráng mà bu vô là sao? Cứu tôi. Rồi giờ mấy cái lóc có kiếm mà đi kiếm không quánh đâu luôn. Bây giờ mình bu mình quánh đâu đi mọi người ơi. Được không? Vậy hội đồng không? Giờ fan mình đông nè, giờ mình hội đồng nè. Hội đồng nè. Mà có giờ, mọi người. Không? Đúng rồi, có mình ổng nè. Giờ hội đồng nè, cầm kiếm lên đi mọi người. Cầm kiếm chơi, em sẽ đi. Rồi, đi kiếm ổng nè, bu vô cầm kiếm lên mọi người ơi. Ra đây tôi đang đứng tôi canh ổng ở đây nè. Bu vô quánh ổng nha, gặp mình chạm nha. Đang đi nè. Ra ngoài sảnh đại sảnh cho hồi nãy mình chạy đi trốn đến đây nè. Đừng gạt chị nha. Nghe em gạt chị Panda. Rồi chơi ra chơi đi 1 2 3 ra nè. 1 2 3 10 rồi xong ra chị Panda. Chơi lóc sách đúng không? Đúng rồi em lóc sách đó chị Panda. Phải không phải không? Đó, à, phải. Giờ tôi thấy thành hai người rồi mọi người. Rồi. Giờ mà nay nó trốn nha. Chị vậy? Giờ mà nay nó nào à? Ai mà chơi biến thái được chứ. Sách. Ê hey, sách, không ai trốn đó như mày đâu sách. Biến sách. Sách. Vậy thì em chơi đi cá sách sách vậy biết nói chung là sách em là sách chị bên đây em là sách thì sách đổi sách tại em không thích sách nhưng mà sách thì tôi phải thích chứ không thích chị bên đây ai yên yên đó chị bên nhìn ngồi xuống nè qua đây hết đi các bạn ơi ở đây nè đây là chỗ giao lưu tụ tập vui vẻ với mình và các bạn fan nè. Ở đây mình hợp fan đây nè mọi người ơi. Nó tới kịp lặng nha. Nào không chơi địch bấm nha. Nào kêu heo vậy. Nào kêu tiếng heo vậy. Ê cú. Mấy ông đi. Cú. Xuống này. Ừ quýnh đó. Quýnh đó. Ừ bu vô. Đứng đông để làm cái gì. Đứng đông để làm cái gì. Ừ đúng rồi bu vô. Quánh đó. Quánh đó. Quánh đó. Bu vô. Bu vô. Ừ mình ba người lên. Quýnh nó đi. Đây. Ê đó. Mọi người cái ông khách thiệt. Ông ơi bước ngang qua đời chị. Đừng chết rồi hả? Chết chưa? Chưa. Bước ngang qua đời chị đó chị bên ta. Anh thấy em rồi. Ông sắc á. Em chết chắc rồi. Em chết chắc rồi. Em không sống nổi đâu. Đó em hiểu cảm giác của anh chưa? Toàn sách đâu rồi? Nhóc đó đâu rồi? Sách chạy. Nhóc sách đâu rồi? Sắp chạy rồi. Nè giỏi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi chắc đi kiếm mình đi với ta chắc đi kiếm đừng đi dẫn mình đi tìm người bạn á đây coi chắc lại đi kiếm chị bên tao trời chị cắn cưng rồi nha đâu bạn của em ở đâu giờ em khai ra ngoài em chết ôi hết thời gian quá tôi cũng thắng yeah trốn đâu vậy em trốn vào đại sảnh thấy không hello mọi người tôi nè tôi ủa? Tôi là người thời gian trốn lâu nhất nè mọi người ơi anh nha mọi người tôi nè yeah em chỉ vô đặt tôi không chơi trò đó nữa chơi giờ tôi chuyển qua tôi chơi dead ring giờ em chạy bộ gì bên đây tập thể dục đi mình bị chơi lầy các bạn ơi đứng ba người mà ông anh quánh mình chết ngắt hai thằng vừa vô chạy trốn nhau chưa tiếc theo chị tôi kêu tiếng heo là thách thức tôi nghĩ là có ba người ai cũng mạnh mà dạng đeo tôi hết mà không ai dám hy sinh xả thân gì tôi hết vậy ôi trời ơi tại sao vậy thấy đi theo là xả thân hả bạn mắc cười bạn quá ừ ơi đứng số đông không dám nhào xung quanh đó tưởng cười là bạn nha ê lê mất anh với em biết nhau á hồi nãy bây giờ anh gọi điện cho em chị là người chạy đầu tiên nè nha em nạp số điện thoại em lên đi em đừng giết anh nha nạp số điện thoại lên đi em đừng bấm nha cho chị nhảy qua cái hai chị không phải em có biết chị tên là chị không cảm ơn mọi người đón lọc nha đón cho chị mèo cảm ơn em cô tê nha thằng ơi giờ ba đứa mình giành thắng nhất kìa bắt in school em ơi ba đứa mình cái gì mèo đang sau lưng tôi hả tôi đang sau lưng ông cái thằng quỷ ông vàng trời ơi oh my god đừng có sau lưng tôi làm cái gì hết thằng vàng kìa cái đó là xì tiếp áo vàng ủa sao nay có xì tiếp áo vàng ta từ đó giờ áo xanh mà nay Minecraft đổi skin xì tiếp áo vàng hả ấy no, không thể nào. Mày
Mấy em ơi đừng có bấm nữa. Mấy em ơi. Mèo mà bắn cục lông về tôi ghét mèo luôn. Hình hên á, tôi về nhất á. Rồi tôi về nhì. Hình như là bà Banda bà đang bị hành á. Bà Banda bà đang bị hành nè nó. Ôi cũng về bốn chứ. Lê mất ơi, canh bà Banda nè. Đúng rồi em ơi. Đừng tha cho mọi người đi. Bà Banda sau lưng em kìa. Em sao? Đó bà Banda tới nè. Giết bà. Giết em ơi, giết đi. Kìa bà nó cho chị qua, chị Banda. Ai cũng cho qua hết kìa. Come on em. Em phải làm tốt hơn thế. Nè nè, anh tin em làm được, lần này là anh sẽ không thất vọng. Ở gì em nha. Giết bả em ơi, tính là chữa cho anh chị luôn á. Giết bả. Giết đi em ơi, giết đi. Đó. Giết chị đi. Rồi, xong mà bả chết rồi kìa. Nó bả chết liên tục luôn. Giết nè, đi nè. Em ơi, giết đi, giết. Em lên em, mọi người em cho cứ cho qua bình thường. Giết. Ôi, giết đi em ơi, giết đi. Em, chuyển cảnh đi em, chuyển cảnh đi. Rồi, cho bả về nè. Ôi, bả tính là bả vừa về được luôn mèo. À, có bạn Long nè, nãy bạn đó bạn Long đó mèo. Chị về rồi nhưng mà tới một đó là em chị Banda. Ta-da. Đáng lẽ chị về giúp. Thôi chị gạ chị Banda, chị nên về chót cho chị Banda. Ta-da. Không, không ai thấy mèo ơi, ta quan tâm là người tới một, ta đang lộn nè. Thôi giờ mình làm trận cuối nè ngang. Trận này nhất định là mình chúng sẽ gặp những người đáng yêu nè. Tìm mù đời. Chống tìm mù đời. Em phải được làm kẻ giết người chị Banda. Em phải được làm chị người. Vậy thôi chị ao trận này. Không. Không chị Banda. Biết đâu chị là kẻ giết người sao? Biết đâu chị là kẻ giết người sao chị Banda? Vậy đi. Chị này chị không có kiếm thì chị ao. Chị hèn quá chị Banda. Hèn. Em chưa thấy cái trường hợp nào mà nó hèn cái trường hợp của chị. Sống 24 năm rồi, em chưa thấy ai hèn như chị chị Banda. Thôi thật. Cảm ơn mọi người đáng lòng nha. Lên trên hút đáng yêu nè, cảm ơn em. Giờ cái hút đi cho mình riêng. Chị có kiếm mà chị đừng có xạo chị Banda, em thừa biết rồi chị Banda. Step áo vàng có kiếm á mèo. Làm chân khác đi, thằng này không có kiếm chứ. Chị vô duyên quá chị Banda. Không có kiếm. Ui ai vậy? Đi chung đi, chung đi. Đi chung. Chung chết cho chùm nè. Cho nó quay, chết đông vậy nó ngầu. Thấy không? Chết mình lẻ loi cô đơn. Em sợ lắm chị Banda. Đi với. Đi làm gì đâu mà cứ chạy cho dữ vậy. Giờ không chạy chết chị Banda. Thanh thản đi, cuộc đời mình phải thanh thản mà sống. Sống chậm lại, sống nhẹ thôi. Đầu mắt hết rồi. Giờ chơi trốn chị đúng không? Ê, cho chị đi theo chứ. Sao lên nè, quanh lại, trong hàng cái hàm sắt hồi nãy á. Kiểu phải IQ 2000 chị Banda. Ừ, chơi bỏ chị đi, nhớ đi. Ừ, khỏi. Ôi, kẻ gì người giết em rồi chị Banda ơi. Đó, vừa. Tôi biết ngay mà thử lòng bả thôi. Em còn sống đây nè. Không, em đi chung luôn. Cảm ơn mình tới lòng nha. Cảm ơn em là cái chén rồi nha. Cảm ơn em. Hello. Chị đi giỡn cho. Ủa sao không đi chung mà. Chị không đi chung cái cưng thôi. Chị đứng giữa. Rồi, an toàn rồi. Có cung chưa? Chưa. Không có. Thế đi lậm đi. Mình không đi, không lậm ai lậm được đâu. Đi lậm đi, chi nhau ra lậm. Thì cứ có cung rồi cứ thấy vàng, mình cứ lậm. Ừ. Nè, né qua bên nè. Chạy thoát rồi, thoát rồi. Đây, tôi mất hồn rồi mẹ ơi. Nãy mình cái chỗ kia mà ta. Nhiều ông lắm. Không, nhiều ông mà có dạng gì mình ra. Trả lẽ lên. Từ tay nó xong lên mua mèo. Hắn ơi. Ai chết. Không biết. Ôi thằng lên ơi. Ông ngay sau lưng nó luôn. Đây kìa. Kè, tôi là người lẫm được nhiều đồng vàng nhất. Kè, ông này giết người nè. Ủa sao nãy thấy ông xin tiếp màu vàng mà. Ừ. Giờ thành bí màu. Mình đi lỗi skin. Thôi được rồi mọi người, hôm nay em stream tới đây nha mọi người. Hôm nay stream tới đây nha. Mình sẽ up stream nha mọi người. Em pro quá cái gì pro tại. Trốn thoát khỏi cái gì. Bắn con hụt nữa pro gì. Rồi, thôi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong live stream tiếp theo của anh. Mấy bạn thấy mình stream hai nền tảng vậy, các bạn thích không? Nếu bạn thích thì để lại like nha. Để lại bình luận nè. Ừ, sau này mình có nên stream gì nữa không nha mọi người.
mấy bạn nào mà có Nonolai thì xem Nonolai, còn có YouTube thì xem YouTube. Nhưng mà mình vẫn khuyên mọi người qua Nonolai xem nha, tại vì mình thường phát quà ở bên Nonolai. Lần trước mình đã phát một cái điện thoại cho một bạn rồi. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo nha. Bye bye. Ok, lúc nào tôi tắt stream tôi quên mất tiêu rồi. À lúc này, bye bye mọi người. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.